Xin chào anh em. Bên cạnh tôi là một người bây giờ được gọi là nổi tiếng rồi. Bởi vì tại sao lại như thế? Trong một cái bài mà AutoPro phỏng vấn anh Hùng về việc mà tại sao anh ấy có thể bán trước một chiếc VinFast VF8 để anh mua được một chiếc Yaris Cross, và anh Hùng có nói rằng thực ra một câu rất đơn giản thôi, tôi thích thì tôi đổi. Bởi vì thực ra Yaris Cross đối với anh ấy lại là một chiếc xe phù hợp hơn trong cái quá trình sử dụng, đúng không? Tuy nhiên trong khi mà cái bài này lên thì rõ ràng có một cái tranh luận rất là này nữa ở trên cộng đồng mạng, rằng ông này ông bị hâm, ông bị dở hơi, ông bị thế này thế khác, rằng ông đang bán đi một cái xe tăng, ông mua một cái xe bằng giấy ấy, cái gì đấy ABC. Và thôi, điều đấy là điều thị phi ở trên mạng. Còn hôm nay tôi là thằng Ego và bên cạnh là Hùng Phan sẽ tìm hiểu chiếc Yaris Cross mà đúng theo cái kiểu mà anh em bàn luận với nhau, và không có bất kỳ một cái gì bị tác động bởi bên thứ ba là hãng hay là một ai nào đó để có ý dìm hàng hay nâng bi một ai, đúng không Hùng? Đúng rồi. Và câu chuyện đầu tiên chúng ta chưa một lần soi gầm một chiếc Yaris Cross, và bây giờ chúng ta soi gầm nó để xem hệ gầm bệ của Yaris Cross nó có thực sự là ngon nghẻ không, và nó có đáng với cả cái số tiền mình bỏ ra không. Đầu tiên trước khi mình vào làm thì phải hỏi Hùng trước. Hùng, chiếc xe này là em mua bao tiền và lăn bánh ra hết bao tiền? Xe này đợt em mua vào tháng 10 thì đặt xe thì là tháng 11 lấy thì lúc đó giá của cái bảng cao nhất này là hai màu trắng lóc đen. Thì lúc đấy giá niêm yết của nó là 742 triệu, và lăn bánh thì nó rơi vào tầm 765 triệu. 742 và lăn bánh 765, hình như có gì đấy sai. Đợt đó là được khuyến mại trước 100%. Rồi đấy, vì tôi thấy là sai ra, bởi vì là 729 triệu mà 12% của 729 triệu thì nó phải là 80 mấy triệu tiền trước bạ rồi, mà đây có một mức thành 765 thì nghe đấy có sai, nhưng hóa ra là khi đấy là Hùng mua là được hãng free khuyến mại cái thuế trước bạ, mình chỉ trả cái tiền biển này và tiền bảo hiểm và linh tinh cái thứ, và hết là lăn bánh là 765 triệu. Ok, đấy, 765 triệu cho mình. Có một cái nữa, ở Yaris Cross có một phiên bản nữa là phiên bản hybrid. Tại sao em không mua mà em lại mua một phần xăng bình thường? Cái này thì đúng là lúc đầu khi mà em trước đây em dùng VF8 thì em cũng đã yêu thích cái xe điện. Có tí điện và cũng yêu hơn, đúng không? Thì khi em lựa chọn, đúng là ban đầu em có lựa chọn bản hybrid thật, nhưng khi đến xem xe thực tế thì một phần là bản thân bạn sale ấy, bạn có chia sẻ là thực ra cái chi phí mình bỏ ra hơn 100 triệu, khoảng 100 triệu đấy. Khoảng 100 triệu đúng. Khoảng 100 triệu thì cái tiền đấy thì đổ xăng thì anh cũng đi được nhiều năm. Nhiều năm. Là cũng phải 5 năm. Thì thôi, anh cứ lấy bản xăng đi. Thì em nghe thì cũng có lý. Đúng là mà thực ra thì cái bản điện đấy thì nó cũng không phải là dạng là, nó chỉ là hỗ trợ cho cái phần xăng thôi, chứ nó hoàn toàn là không phải là đi bằng điện, hay là khi hết xăng thực thì mình ra bằng điện. Đúng rồi, thực ra là thế này, thực ra phải nói là thế này. Câu chuyện mà bạn siêu ý, bạn ý tư vấn cho em thì nó vừa có cái đúng và có vừa cái không đúng. Nó có cái đúng là bạn ý mang một cái tâm thế của những người mà sử dụng hybrid ngày xưa, có nghĩa là mua xe thì đắt, nhưng khi bán lại thì lại rẻ. Thật sự, ví dụ như một con Lexus RX450H khi mà mua với so với một chiếc Lexus RX350 thì nó chênh nhiều tỷ. Nhưng khi bán thì lại bán thấp hơn cũng nhiều triệu đồng, chứ không phải ít. Thế thì câu chuyện là bạn ấy khuyên em cũng đúng thôi, bởi vì là nhu cầu. Tuy nhiên thì bạn cũng có cái mà không hay lắm, mà vì bản chất đi một chiếc xe mà có điện vào ấy, đi nó vui hơn nhiều. Anh đi xe nhiều và anh thấy nó vui hơn nhiều. Nó vui vào đấy, cái cảm giác mà em đi một chiếc VF8 rồi thì em sẽ thấy rằng khi có điện vào nó sẽ vọt hơn. Và đặc biệt là gì, khi mà em đạp một cái ga đầu tiên ấy,
với một chiếc xe này thì nó sẽ có một cái độ gào lên để gì, cái tua máy nó phải cao lên, lúc cái xe nó có khỏe hơn thì nó mới kéo cái xe đi một cách nhẹ nhàng được. Nhưng mà xe điện ý, thì nó lại không cần cái tua cao đấy, bởi vì cái lúc đấy là động cơ điện nó đã hỗ trợ rồi. Đấy, thì là cái đấy. Thôi bỏ qua cái vấn đề đấy, bởi vì mình đã mua cái này rồi, đúng không? Bây giờ anh em sẽ tiến vào để xem cái này. Cái này thì được cái là cũng lại nói một tí, gọi là hỗ trợ ông em mình, nhưng mà gọi là nhờ, bởi vì chỗ gara Hải Âu Car Service này nó nằm đằng sau cái trung tâm đăng kiểm ấy. Tôi mỗi lần soi gầm là tôi hay ra đây tôi nhờ cái gầm, nhờ cái cầu. Và mọi người đây rất là nhiệt tình nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đã nhờ là tháo cả cái tấm lót ở gầm đây rồi. Ok, Hùng vào đây. Anh em mình soi cùng soi cái này. Các bạn có thể nhìn thấy ngay rằng là đây là một chiếc Yaris Cross ở khu vực Đông Nam Á. Tại sao tôi lại phải nói thế? Bởi vì Yaris Cross nó có hai phiên bản. Một phiên bản là sử dụng nền tảng TNGA của Toyota. Còn chiếc Yaris Cross này là Yaris Cross Đông Nam Á và sử dụng khung gầm nền tảng của DNGA của Daihatsu. Nói thế cho nó khác, cho rõ ràng, và rõ ràng là hai chiếc xe đấy nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau được. Và chúng ta bắt đầu nhìn từ đây vào đây là chúng ta có thể nhìn thấy luôn được những cái cụm linh kiện. Đây các bạn có thể nhìn thấy không? Cụm linh kiện này. Đầu tiên là có thể nhìn thấy luôn là cái điều hòa, cụm điều hòa. Đúng không? Cụm điều hòa của Denso. Nhưng mà điều hòa này là phục vụ cho Daihatsu nhá. Dù nếu mà cụm này mà phục vụ cho Toyota thì cái nó không sử dụng mặt hít này. Và đằng sau này nó sẽ có một cái mặt tử. Đây. Nó đóng mở êm hơn nhưng mà hỏng thì sửa chữa nó khó hơn. Tuy nhiên Hùng có công nhận với anh là khi mà một sử dụng một cái điều hòa mà máy nén Denso thì cực mát đúng không? Rất mát. Mát sâu. Vâng, mát rất sâu và rất nhanh. Rất nhanh, rất sâu. Đấy, cái này thì không phủ nhận được rồi. Tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy đây là một trong những cái nhân chứng là máy này cũng là máy Daihatsu luôn này. Cái này này các bạn có nhìn thấy chưa? Cái lọc dầu cũng là Daihatsu. Đấy, made in Thái Lan kìa. Đó, thấy chưa? Và cái cụm động cơ đây, và phía này là phía hộp số, đây là đáy các te của hộp số này. Đáy các te của hộp số. Đấy, đây là một cái hộp số CVT các bạn nhá. CVT. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy luôn, cũng ở trên này cũng có những cái chỉ số của Daihatsu kìa, logo Daihatsu. Đấy. Có một cái nhá, cái này cũng là hay này. Đây là một cái kết cấu máy đặt ngang. Máy đặt ngang rất điển hình của xe Nhật. Máy đặt ngang thì nó sẽ thiên về cầu trước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là với cái cơ cấu đặt ngang thì máy đây và hộp số, máy ở bên này thì hộp số bên này, và ngược lại máy bên này là hộp số ở bên này. Và như vậy cái ưu điểm của máy đặt ngang ấy thì nó rất là gọn và sẽ nới được cái không gian ở phía sau. Bởi vì nếu máy đặt dọc nhá, máy đây, hộp số lại phải chui vào đây, và cái không gian ở chỗ hộp số này nó sẽ chiếm dụng cái không gian ở phía trong xe, đúng không? Và lúc ấy thì cái trong xe nó sẽ chật chội hơn, và cái máy đặt ngang thì nó tiện hơn. Tuy nhiên nói đây để cho Hùng hiểu là máy cái nhược điểm của máy đặt ngang đó là khi mà cái hộp số nó bị lệch sang một bên này thì Hùng có nhìn thấy là cái lắp, một lắp dài từ đây đến đây, và một lắp ngắn từ đây đến đây. Và lắp một lắp dài một lắp ngắn thì Hùng có thấy, Hùng có biết là cái nhược điểm nó là gì không? Bình thường thì không sao, chạy thì không ai hiện được. Nhưng khi mà nó đã gọi là đến cái độ mà gọi là performance ấy, thì sẽ là gì? Cái lực kéo đến cái đầu cuối cùng, đầu lắp cuối cùng này, nó sẽ khác nhau, nó sẽ có độ chênh. Và hai bên cái lực kéo truyền xuống bánh này nó sẽ có độ chênh khác nhau. Và như vậy thì với những chiếc xe mà nó càng khỏe bao nhiêu hoặc là càng performance nhiều thì cái lực kéo này nó càng chênh nhiều, và như thế nó giảm thiểu cái cảm giác lái của một cái xe đi. Tuy nhiên lại có một cái xe, một hãng làm xe mà vẫn dẫn động cầu trước
nhưng mà nó vẫn có cho cái cảm giác lái thích, chính là thằng Audi. Thằng Audi là gì? Máy đặt dọc, hộp số ở đây, đuôi ở đây này, nó quay ngược ra, ngược lên đây, và có một cái visa ở đây, và nó chia ra hai cái lắp, và hai cái lắp này cân nhau, và nó vẫn cho một cái lực kéo cân ở giữa. Đúng đấy. Thì anh nói thế thì đúng là em thấy là đúng là vì cái cảm giác lái của cái xe này không tốt. Thực ra không phải của cái xe này, hầu hết những chiếc xe mà máy đặt ngang cầu trước nó sẽ cho cái cảm giác như thế. À đấy chưa? Đấy là đặc tính của nó chứ không phải là ưu và nhược, nó là đặc tính của những cái máy đặt ngang, về nó là dành cho những xe giá rẻ mà, đúng không? Đấy, ok, đến bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy luôn hệ thống treo của này. Treo này thì một chiếc xe rẻ tiền được gọi là xe cỏ, đúng không? Mặc dù hơn 700 triệu nhưng mà chúng ta cứ gọi nó là xe cỏ, xe phổ thông mà. Treo này là treo MacPherson truyền thống. À, đấy không? Lắp thì đúng là một chiếc xe thì nó cũng có một cái gọi là lực kéo vừa phải trên cái lắp này, nó cũng không cần phải to lắm, nhỏ nhỏ thôi. Bắt đầu hơi có hiện tượng hơi ẩm ở đây nhá, hơi ẩm thì mình sẽ kiểm sau khi nào em đi bảo dưỡng thì em bảo người ta kiểm tra cho. Đấy. Càng thì rất là nhỏ gọn. À, con này cũng là vui nhá. Mặc dù người ta hay nói rằng là gì? Người ta hay nói rằng là xe đá sư thì mua thì rẻ nhưng mà sử dụng thì không rẻ lắm đâu. Lý do tại sao đây là một trong cái đấy này. Cái càng này. Các bạn có nhìn thấy không? Cái rutin này nó đúc liền với cái càng. Cho nên nếu về mặt nguyên tắc vào hãng ấy là routine này hỏng thì cay cả cái cảng này luôn. Thay vì với một số xe Toyota ấy, thì cái routine này nó được bắt rời bằng 3 con bu lông. Thông thường là 3 con bu lông. Kể cả như Land Cruiser nó cũng chơi như thế. Nên bây giờ là ông này là ông ấy không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà ông làm như thế này thì khi mà bị thế này thì là phải vào hãng là phải thay cả cái này. Nếu không thì cũng lại học tập mấy ông DX như anh ngày xưa là mang đi ra ép. Ép thì nói chung là cũng được nhưng không thể nào được ngon bằng thay cả cụm rồi. Đấy thì cái này thì giá thành nó sẽ bị cao lên. Đấy. Đây là một trong những nguyên nhân mà người ta hay nói rằng là mua xe đa sư thì rẻ nhưng mà nuôi xe đa sư thì lại cao hơn Toyota là ở những cái kiểu như thế. Không hiểu không? Đấy. À, các bạn thấy chưa? Cứ phải soi lên mới biết. Rồi. Và ở đây đằng sau đây là một cái thước lái này. Thước lái này là thước lái điện. Thước lái điện. Không biết là và cái này là treo này là cân bằng này, thanh cân bằng đây. Còn đây là thước lái điện thì mình cũng không nhìn thấy đằng trong. Đây là cái vòi nước này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay xuống cái được gọi là cái gầm, cái phần nền tảng mà chúng ta hay gọi nó là DNGA. DNGA là viết tắt của Daihatsu New Global Architecture. Đấy, đây là nền tảng của Daihatsu, và một cái nền tảng nữa cũng ở trong tập đoàn Toyota, nó là TNGA, là dành riêng cho những cái xe Toyota. À, và các bạn có thể thấy rằng đây, nói luôn, đây là một nền tảng mà do Daihatsu phát triển dành cho những chiếc xe cỡ nhỏ của hãng. Với cái nền tảng này thì chủ đạo các bạn có thể nhìn thấy ngay được đó là gì? Đó là đây, với cái hệ sàn mô lớp như này kết hợp với cả một cái xương gọi là sắt xi song hàn thẳng vào với nhau để tăng cái độ cứng, và cái xương này chính là những cái mà gọi là để đỡ cho cả cái hệ khung xe, giống như là cái sắt xi ở xe bán tải ấy. Nhưng thay vì là ở bán tải thì cái sàn này và cái sắt xi này nó liên kết với nhau bằng những cái gối cao su rời nhau ra, thì ông này ông ấy hàn liền vào với nhau, nó tổ hợp vào nhau,
thì cái ưu điểm của cái này là thứ nhất chế tạo dễ dàng, rẻ tiền, cơ động nhanh. Có nghĩa rằng với một cái nền tảng này thích làm gì Yaris Cross, thích thì Velocross, thích thì Avanza, thích thì cái nào, thích thì cái kia, nó rất là nhanh, có thể thay đổi được. Nó thay đổi được. Và cái này nó cũng khiến cho cái chi phí chế tạo một và phát triển một chiếc xe mới nhanh hơn. Đó. Thì nói gì thì nói, nền tảng DNGA là một nền tảng khung gầm rẻ tiền trong cái tập đoàn Toyota. Và những ông đắt tiền thì ông sẽ dùng DNGA. Đúng không? Đấy, cái đấy đơn giản. Chi phí nó khác. Bây giờ ví dụ như là một con hạng như thế này. Một con hạng như này, nhưng dùng DNGA là con Cora Cross thì giá nó lại khác ngay. Giá nó lại khác ngay, đúng không? Tiền nào của đấy. Ok, bây giờ chúng ta này tiếp. Tuy nhiên chúng ta phải có nói gì thì nói. Anh em mình có nhìn thẳng ở đây là có một cái lời chê. Chê luôn. Chê là gì? Ngoài những cái chỗ mà sơn hàn ấy thì có chám keo và phun một chút damping vừa chống gì cho mối hàn ra. Thì ông này ông ấy tận dụng gọi là cắt hết những cái damping sàn, và chính là cái thế mà cái tiếng vọng từ sàn lên nó sẽ rõ. Hùng đi xe Hùng có thấy thế ổn không? Nó có ổn. Đúng không? Thì nhìn đây là ở đây, nếu bây giờ em muốn nó bớt ổn thì em gặp một ông chống ồn ấy, em bảo phun cho tôi damping vào cái gầm này, chắc chắn cái xe của em nó sẽ êm hơn rất nhiều. Gặp anh mèo thạch xỉu. Đấy, gặp anh mèo thạch xỉu bảo anh phun cho em cái đây, các bạn có thể nói không, lại bảo là hai anh em cứ bóc Toyota làm gì. Không có bất kỳ một cái damping nào phun damping nào ở phía gầm phần chính, mà tất cả nó chỉ bám theo tất cả những mối hàn, đúng không? Đấy. Đây các bạn có thể tiến xuống tiếp đến đây nữa. Tiếp theo vào đây. Đây là một trong cái chỗ khu vực mà có thể cộng hưởng những cái ồn ù rất lớn. Nó truyền lên từ cái bánh xe. À, các bạn đấy à. Có tiếng vang rất lớn này. Đúng không? Nó vang này là bởi vì xe đi nó sẽ bị chuyển động mà. Nó sẽ bị động liên tục và rung động rất nhiều, và cái tiếng rung động đấy thì nó sẽ cộng hưởng. À, nó không bịch bịch bịch. Nếu mà dán thêm cái damping vào đây nó sẽ bịch 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 và nó sẽ không cộng hưởng nữa. Giống như cái cánh cửa mà em chống ồn rồi thì em vỗ vào cánh cửa nó sẽ khác nào. Đúng không? Đó. Các bạn thấy chưa? Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở dưới phần gầm này, nói chung là không thể khen được. Mặc dù là tí nữa chúng ta đi vận hành thì mình đã Yaris Cross có những cái trang bị rất là tốt, nhưng ở phía phần gầm thì chúng ta không thể khen được. Và nếu ai đi Yaris Cross nên phủ thêm cái damping vào đây. Nó vừa có tác dụng là chống đá bắn, đá văng ở dưới này, và vừa có cái tác dụng chống ồn. Và nếu mà được nữa thì ngày đúng kiểu ấy, nó sẽ có một cái ở từ đây đến đây, nó có một cái tấm chắn làm gì, để khi mà gió nó lùa xuống đáy ấy, nó sẽ trượt qua cái tấm đấy đi, thì nó không gây tiếng ồn qua những cái rít, qua những cái này đấy. Thế này nó sẽ bị ồn gầm lên. Ok, bây giờ đến phần treo sau này. Đấy, treo sau này. Đây bình xăng nhá, bình xăng rất là nhỏ, không nhiều. Treo sau đây các bạn có thể nhìn thấy rằng đây là một hệ thống treo gọi là treo phụ thuộc, hay gọi là theo tranh rằng xoắn. Thì cái này thì nó được một cái là nó rất là bền, vì nó có gì để hỏng đâu. Nó bền hơn so với treo đa điểm rất nhiều, vì nó đơn giản. Một cái thanh, một cái cầu từ bên này sang bên kia, cứng. Và nó treo ở đây bằng đúng một cái điểm này, một cái treo chỗ lò xo này và một cái fork này. Hết. Không có bất kỳ một cái gì nữa. Bảo dưỡng chi phí cũng rất rẻ. Rất rẻ. Mẹ cái này là bố của rẻ và bố của bền luôn. Bởi vì tại sao? Một cái xe đơn giản thế này thì cần gì các ông phải nhìn đến về cảm giác lái này, cảm giác lái kia. Có thể lái không hay lắm cũng được, nhưng mà cái xe này nó rất bền bỉ và
và chi phí rẻ. Đấy. Cái này nha các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái này là cái phuộc sau của Toyota do hãng Showa sản xuất tại Indonesia này, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đồ Toyota nhá. Hãng Showa nhá, hãng phuộc Showa này. Đấy. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy luôn này, phân tích một tí là cái xe này nó sẽ vận hành thế nào. Chúng ta có thể đếm được cái vòng của lò xo 2 3 4 5 6. Tính cả trên là và cả đáy là 6 vòng. Và một cái tiết diện không to lắm, to bằng một khoảng độ 2/3 ngón tay. Yeah. Thì cái này nó không thể cứng được. Không gọi là cứng được. Và kèm theo là một cái phuộc có cái đường kính đâu đó chắc chỗ này khoảng 4 phân. Không đến 4 phân, 3 phân mà. Thì cái hệ treo này nó sẽ hệ treo mềm và hướng đến êm ái nhiều hơn là phải hệ thống treo phải vững để làm gì, để lái cho sướng. Đương nhiên rồi, một cái xe nó khoảng hơn 100 mã một tí ti thì không thể nào mà anh có một cái gia tốc lớn, đúng không? Đấy, cho nên người ta làm này cũng có thể gọi là nó không gọi là tiết kiệm đâu mà phù hợp với cái xe, phù hợp với mục đích, thấy không? Đấy. Phân tích như thế để các bạn có thể đủ hiểu được bản chất cái xe này nó như thế nào nhỉ, đúng không? Rồi, đây là ống xả. Con xe này nó rất là vui cái là gì? Nó chỉ có một cái bầu ở dưới này, một cái bầu nhỏ ở đây. Và ở ngoài này nó xả thẳng ra, chứ bình thường là có một số xe là ở ngoài này nó còn một cái bầu nữa. Đấy, nhưng mà con này thì nó xả thẳng ra đây. Con này hình như vẫn đạt Euro 4, Euro 5 rồi đây hả? Cũng được, nói chung là... Nhưng mà đúng, không có công nhận đâu. Những cái chỗ này là không có tí damping nào luôn. Ai, không có tí gì luôn. Con này phần cốp bánh... Đó, chỗ này là chỗ bánh dự phòng đây. Cốp và bánh dự phòng đây. Đấy. Cái cụm này là để chứa bánh dự phòng đây. Đấy. Em chưa ngồi đằng sau cái xe này đâu, nên em không biết được đằng sau nó có ồn đến tí nữa ngồi. Tí nữa thì em lái cho anh ngồi và cùng quay cho anh lái cho em ngồi. Đơn giản. Đó. Và đây là cụm phanh tay điện tử ở phía sau này. Đấy. Phanh tay điện tử phía sau. Đơn giản thôi, phần gầm nó rất đơn giản. Và đúng là phần gầm này thì chả gì để hỏng cả. Thực sự là như thế. Một chiếc xe mà người Nhật người ta rất thực dụng nha. Là người ta không mang quá nhiều những cái thứ mà diêm dúa để trang trí cho cái việc đó. Mà người ta sản xuất cái xe này ra với mục tiêu, mục đích gì. Và từ đó thì người ta sẽ đưa ra một cái sản phẩm tối ưu cái việc đấy. Với như thế này thì nó cần gì? Cần gì nó có hỏng đâu, nó sẽ không hỏng được. Nhưng đi có sướng không? Chắc chắn đi không sướng. Nhưng bảo là có hỏng không thì không, chi phí sử dụng rất thấp. Có đúng là cái quả càng A trước này thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút cho về phần chi phí này. Đấy, thế thôi. Còn gần như là nó rất tối ưu, nó rất là tối ưu. Đồ đạc thì đơn giản. Đúng kiểu cúp 81 đi, chả gì để hỏng. Không có gì để nghĩ rằng nó phải hỏng cả. Đây là két nước này. Két nước rất là nhỏ nhá. Két nhỏ không cần to. Đấy, trong là két nước, ngoài là cái dàn nóng điều hòa này. Đấy, thấy chưa? Đây, cái này là cái ống ga điều hòa này. Bơm thẳng với dàn nóng đi kìa. Bọn này nó rất khôn nhá. Nó rất khôn, em có nhìn thấy không? Nó để cái khe giữa dàn nóng điều hòa và cái két nước giải nhiệt cho động cơ, nó rất là khít. Để làm gì? Cái này thì ông Toyota ông khôn hơn hẳn ông Honda này. Ông Honda là ông ấy đặt cái két này với cái két này, hai cái nó tương đối là xa nhau. Thì khi nó xa nhau ấy mà ông đi ở trong thành phố mà ông đi chậm ấy, thì cái quạt này khi nó chạy nó không cưỡng bức hút được cả cái gió qua cái luồng của cái dàn nóng điều hòa này, khiến cho cái dàn nóng điều hòa nó không giải nhiệt được kịp.
và điều hòa nó mất mát. Nhưng ông Toyota ông khôn hơn là ông dí hai cái này liền vào. Và khi mà thằng này nó quay, cái quạt này nó quay, nó sẽ hút cái gió qua cái thằng này. Và khi nó liền vào rồi nó hút qua luôn cả thằng này luôn. Không thấy không? Đấy, nó rất khôn và như thế thì cái này nó cũng giải nhiệt được. Còn khi mà đi nhanh thì đơn giản, khi đi nhanh thì tự nó mát rồi. Đấy, đi ra trong phố nó mới khoai à? Đấy. Ông này ông khôn hơn. Và chính vì thế mà điều hòa của Toyota thường thường nó sẽ mát. Cứ phải có giải nhiệt được thì nó mới mát được, còn không giải nhiệt được thì máy nén tốt rồi. Đúng không? Con này nó vui cái là đấy, một cái nữa này các bạn con này. Ông Nhật nói chung và rất nhiều xe mà sản xuất của Nhật và thậm chí là có cả xe của Hàn ấy. Là cái ở bên kia nó rất dùng ít dùng còi. Cho nên họ sẽ sử dụng cái còi là còi đĩa. Cái còi đĩa này nghe nó không hay, nó gấp em một cái, nó không hay. Nhưng được một cái này nó rất là bền. Nó rất là bền. Và khi mà nó ấn thì đồng nghĩa là kiểu gì nó cũng kêu. Chứ nhiều ông chơi còi sên, còi hơi ấy là có những lúc mà nó bị hỏng. Độ bền nó không cao. Ông này, cái này cái dở này. Thế này cái giờ là ông này ông quay cái còi vào trong. Đấy, ông quay vào trong là khi bêm cái và kêu rất to trong xong rồi nhá. Đấy, bây giờ thích nhá, thích là bây giờ tháo ra quay nó ra ngoài tí là nó dễ đỡ hơn này. Đấy. Ok. Thế là cái gầm nó cũng cái gầm cái phong máy của này cũng nhận nó không biết nó làm kiểu gì mà nghe rất là vọng và rất kinh. Đây, lại nói về cách âm khoang máy. Nó có đúng một cái tấm nỉ đây, em có nhìn thấy không? Đúng là cái tấm nỉ này. Và ở phía trong nó không dán một cái damping gì cả. Chính vì vậy mà cái lớp tôn nó mấy gem thôi. Nó mấy gem thôi. Thì âm thanh nó đâm xuyên rất là nhanh. Cho nên nó sẽ ồn ở trong khoang máy. Nhất là khi mà em đạp tăng tốc tăng mà tua nó cao. Là nó sẽ vọng vào trong rất rõ. Kinh lắm ấy. Đúng không? Rất khó chịu ấy. Đấy. Ok. Rồi. Tôi yêu qua học có thấy hiểu về cái xe của mình hơn chưa? Có. Được anh ấy, em thì em không rõ về phần đấy. Nhưng mà bây giờ nghe anh nói thì đúng là có nhiều cái mình vỡ ra. Còn một cái nữa nhá. Ông này, ông Toyota này rất khôn. Ông rất khôn. Đây, khôn gì các bạn ra đây tôi chỉ cho các bạn. Ông ấy sử dụng một bộ lốp của Bridgestone. Các bạn có thể nhìn đây, Bridgestone. Nhưng các bạn có biết cái mã của lốp này là gì không? Đây. Turanza T005A. Cái mã Turanza T005A này là cái mã. Đây các bạn có thể nhìn thấy không? Cỡ lốp 215. Bản lốp cũng nhỏ nhá. 215, 55, 18. Và đây là T005A đây. Turanza T005A. Đây là mã lốp êm nhất của Bristol. Êm nhất luôn. Và chính vì vậy thì cái tiếng vọng vào trong xe nó cũng giảm đi rất nhiều. Đấy, ông này ông rất khôn cái việc đấy. Nếu mà ông chạy một cái bộ lốp Goodyear như kiểu VF8 của anh em mình thì thôi rồi luôn. Ông này khôn. Nói chung là Toyota họ rất hiểu. Họ rất hiểu họ. Đúng không? Họ rất hiểu họ. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục xem cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Đấy. Đây cái nắp máy. Đấy, trông tử tế đấy chứ. Cái này là cái bông. Cái bông này để nó hút cái âm thanh của cái động cơ này. Đấy, nó tiêu âm. Đấy, bỏ ra. Tạm thời thế. Đây là khối động cơ 2NR. 2NR của Toyota. Thực ra là của Datsun đấy. Đó. Cái khối động cơ này thì nó bốn động cơ này, bốn xi lanh này, cho ra công suất thì cũng không mạnh đâu, 105 mã thì phải, đúng không? 105 mã, nhưng mà nó rất tiết kiệm. Con này bình thường Hùng chạy đúng kiểu em chạy hàng ngày thì em nó ăn khoảng bao nhiêu? Em chạy là nó vào khoảng 9 lít, hơn 9 lít trong phố. Đấy, hơn 9 lít trong phố là còn ít hơn con Morning đấy. Morning nhiều con mà chạy phố cũng phải 9 lít, 10 lít, cũng phải ít. Con này về hiệu suất là rất tốt này.
Rồi, các bạn có nhìn thấy đây là cụm bơm ABS này. Đấy, bơm ABS. Vào ra là nó đánh dấu đỏ và xanh kìa, dầu ấy. Đấy. Nhá. Đây là chân máy này, chân máy đúng là kiểu xe nhỏ, chân máy cũng nhỏ. Chân chính, chân dầu. Cái hộp số này em thấy bảo là BCVT, tức là nó có thêm một cụm bánh răng nữa anh. Đúng. Cái hộp số này là nó có một cụm bánh răng, là khi bắt đầu chạy thì nó sẽ chạy bằng, nó sẽ khởi động bằng bánh răng. Thì nó sẽ không bị trễ. Sau đấy tăng tốc của nó cũng cũng thích hơn. Và khi đến một cái tốc độ nào đấy thì nó thoát ra khỏi bánh răng đấy và nó chuyển vào dây đai, và lúc ấy nó chạy thuần CVT. Đấy, nó sẽ không có cái hiện tượng là bị trượt. Đúng rồi. Trượt. Bởi vì tại sao? Cái những cái lúc đầu tiên khởi hành ấy thì cái lực kéo hay gọi là cái tọc ấy nó truyền xuống rất là mạnh, truyền từ trục cơ sang bên hộp số rất là mạnh, để gì nó thắng cái lực cản ma sát. Thì nếu mà trong trường hợp đấy mà ông kéo CVT mà ông bị trượt thì nó bị tiêu hao cái lực kéo đi, thì bây giờ nó giải quyết bằng cái là tôi nhét một cái bánh răng vào đấy, cái bánh răng nó sẽ không trượt được đấy, trong nó kéo đi được rồi thì cái bệnh là nhiệm vụ bánh răng hết. Có một số người ở trong nhóm thì có nói là cái việc chuyển số nó bị không mượt, tức là nó nặng. Thì cái việc là nó nặng cái gì? Phải do cái bánh răng đấy không? Nó cũng không hẳn, bởi vì cái đấy nó điện tử, nó điều khiển nó đơn giản lắm, nó không phức tạp. Thực ra thì cái khi mà chuyển, đương nhiên người ta hay gọi là CVT là vô cấp mà không có cấp. Vâng. Nhưng thực ra thì đến bây giờ thì nó là có cấp giả lập. Hình như con này đâu khoảng 7 cấp giả lập. Đó, 7 cấp giả lập là gì? Hai cái buli nó biến thiên liên tục này. Thì đơn giản là khi mà người ta giả lập bằng cách là người ta phích cứng ở những cái tỷ số truyền khác nhau. Ví dụ đường kính của cái buli thứ cấp là bao nhiêu và cái sơ cấp là bao nhiêu. Và nó phích lại hai cái tỷ số truyền đấy thì nó thành một cấp. Nó không bị, nó không cho bóp to bóp nhỏ nữa, có cơ động nữa, mà nó phích lại ở đấy, nó dùng cơ cấu thủy lực nó phích ở đấy, thì lúc ý nó là một cấp số và dây đai nó vẫn đấy. Thường thường này sơ cấp to bao nhiêu thì cái thứ cấp nó sẽ bé đi bấy nhiêu và nó biến thiên theo cái chiều dài của dây đai đấy. Ông thứ cấp mà to lên thì ông sơ cấp phải bé đi, nó luôn nó cơ động như thế đấy. Có một cái nó rất là, các bạn có thể nhìn thấy này, đây là một sản phẩm của Toyota Indo đấy, các bạn nhìn thấy chưa, design by Daihatsu in Japan đấy, là thiết kế bởi Daihatsu Nhật nhưng mà sản xuất thì tại Indonesia, các bạn nhìn thấy kia thấy chưa đó. Và có một cái nữa các bạn có thể nhìn thấy này, cái ắc quy của chiếc xe này rất là nhỏ. Rất là nhỏ có nghĩa rằng các linh kiện, cụm linh kiện điện tử của chiếc xe này nó sử dụng rất là ít. Không công nhận với anh không? Nó sử dụng rất là ít. Và cái tiêu hao năng lượng về 12V này nó sẽ sử dụng ít hơn. Và có một cái điều rất là hay đó là ông này là ông vẫn dùng ắc quy nước. Cái ắc quy nước nhá, đừng nói là nó chán nhá. Nó cũng có cái hay của ắc quy nước đấy. Ắc quy khô ấy, nó có một cái hay là nó rất là sạch sẽ. Nhưng nó có một cái dở ấy là nó sẽ chết bất đắc kỳ tử, bất kỳ lúc nào. Em chạy nhiều xe rồi em. Nhưng cái ắc quy nước này nó chỉ yếu dần đi thôi, chứ không bao giờ nó chết hẳn một lúc. Không bao giờ bị đột tử. Đấy. Ông này là ông gọi trên bây giờ nhá, mà mua một cái ắc quy nước này mà của GS ấy là đắt tiền đấy nhá, không phải rẻ tiền đâu. Ngày xưa là đội off road hoặc là những ông nào hay đi vào rừng đồi núi ấy là ông ấy hay phải mua một cái ắc quy GS nước. Ắc quy nước bảo, khỏe. Nó khỏe và nó yên tâm. Đấy. Đây là cụm tổng phanh này. Tổng phanh này ZZ7 của ông nào đây? Chắc cũng của ông Nhật thôi. Cái này là ECU này, ECU chắc là Denso thôi, vì Denso bây giờ thành công ty con của ấy rồi, công ty con của Toyota rồi. Đấy.
À, còn cái nữa, tại sao mà chúng ta nghi rằng cái âm vọng vào trong khoang máy, à, khoang lái nó rõ? Bởi các bạn có thấy không, là sau cái lớp nỉ này thì nó là trần trì cái khung thép này. Còn bình thường nhá, nếu mà xịn thì ở đây nó có tem bình này, xong ngoài cái này nó sẽ có một cái lớp gọi là nhôm để cách nhiệt, xong ngoài lớp nhôm cách nhiệt đấy nó mới có đến âm nỉ cách âm, thì lúc đấy nó sẽ khiến cho cái xe nó sẽ êm hơn về cái khả năng cách âm khoang máy. Nhưng ông này ông không có. Cái này nó tử tế, cái này nó có cái này. Cái này thì nó lại cách âm lên ra ngoài này, nó không ở đóng cái xuống thì nó nghe nó êm hơn, nhưng mà mình lại muốn êm ở trong kia cơ. Đáng nhẽ là cái lớp dày này thì nó phải cho vào kia. Mẹ thế ông này ông. Đây, cảm biến gió đây, cũng để của Denso này, tất cả đồ Nhật Denso. Nói chung là hàng Nhật thì người ta hay sử dụng Denso. Nha, con này nó có một cái này. Đi nó sẽ bị éo ọt. Bởi vì đây là cái trụ của bắt cái giảm tốc trước. Và nó rất độc lập so với cái vách này. Là nó không, thường thì cái này nó không cho đủ cái độ cứng. Nếu mà ông này, ông nào mà thích lái bây giờ thì ông làm thêm một cái, nhưng mà cái này cũng khoai. Đấy, làm theo một cái gọi là thanh suốt ba nữa, nhưng mà thực ra ông nào phải thật thích lái cơ, còn không thì cũng không cần thiết đâu. Đây này, ông này, ông ấy cũng có một trong những cái mà ông ấy sẽ biết được cái yếu điểm của ông ấy thì ông sẽ làm. Đây mọi người nhìn này, ông cho cái lớp này vào đây. Cái này nó chính là cái vè lốp đấy. Bình thường là cái vè lốp nó không có gì đâu, nhưng ông này ông cho lên một lớp hút âm. Cái này thường thường là bông này sẽ của bọn 3M nó cung cấp. Đến đây làm gì? Khi cái âm thanh của lốp ấy, nó vọng lên, nó đâm xuyên qua cái nhựa này thì nó sẽ vào cái chỗ bông này, thì nó sẽ hút cái âm này đi. Đấy, ông này ông khôn này. Đấy, tuy nhiên khôn ngoan cũng chưa phải lại với giờ, cho nên bây giờ ông chủ xe là ông vẫn phải làm damping thêm này các bạn này. Đấy, thêm một cái nữa là cái này là gọi là cái chống ồn gió này, cái chống ồn gió này, nhưng mà nó vẫn còn rộng toác ở đây. Đáng nhẽ nó nằm, thực ra nhé, cái này này mà hùng làm một cái nữa là be này và lấy cái keo á xịt vào đây nữa để be hết cái này, thì gió nó thổi vào đây, quẩn vào đây, nó không nguội đi rít vào cái chân của đà, nó sẽ đỡ hơn. Mặc dù ở trong này nó cũng có một, đây các bạn cũng có thể nhìn thấy này, nó có rồi đây này, nhưng mà nó không đáng kể mút này. Đúng rồi đấy, có thể đấy. Thế bởi vì cũng có em cũng có nghe thấy thông tin nói là ngồi trong xe vẫn nghe tiếng gió rít đấy, thì nó nằm ở chỗ này. Có những người thì người ta bảo là do cái vè che mưa, thì cũng có thể là có những xe dán vè che mưa nó bị có, nhưng mà cái này cũng là một trong những cái đấy. Anh nói hầu hết những cái xe đây bây giờ đơn giản thôi, như một cái xe này là 30 tuổi thì cái này xe nó kín đến cái mức độ là nó không nhìn thấy gì ở trong luôn. Nó kín, nó làm kín luôn, nó rất là kín. Thế thì có khi đúng bệnh rồi đấy. Thì cái này là bịt ở đây để gió nó không bị quẩn vào đây vào, thì nó sẽ đỡ hơn cái tiếng gió rít. Đấy, nói chung là với một chiếc thêm một cái nữa, vừa nãy Hùng có nói chuyện với mình là xe này của em là full ADAS anh ạ, nhưng em lại không nhìn thấy cái radar. Đây các bạn có thể nhìn vào đây, thông thường bộ phận radar của Toyota ấy thì nó lại nằm ở ngay đằng sau cái logo này. Nhưng các bạn có thể ngay đằng sau logo các bạn không nhìn thấy cái gì cả, đúng không? Đây là cái dây của K360. Thì cái hệ thống ADAS đấy nó cũng có hai kiểu. Một kiểu là ADAS là kết hợp giữa radar và camera. Và hiện đại hơn nữa thì nó sẽ có thêm cả một cái gọi là cả miếng lidar nữa, nhưng mà thông thường chỉ có radar và camera thôi. Nhưng có một gần đây thì với những hệ thống ADAS được gọi là
dành cho những cái xe nó có giá trị thấp thì họ chỉ sử dụng camera thôi. Thì cái camera này thì có thể nói rằng là hệ ADAS mà chỉ dùng camera thì nó không bằng hệ ADAS có cả radar hay không thì cũng không hẳn như thế. Ở số một số điều kiện tiêu chuẩn thì hệ thống ADAS của sử dụng radar không à của camera không ấy nó phản ứng nhanh hơn. Nó phản ứng nhanh hơn. Tại sao lại phản ứng nhanh hơn? Bởi vì thế này. Nếu mà có cả radar, có cả camera thì nó là hai nguồn tín hiệu vào. Ví dụ hai ông nói một ông nghe. Thì ông nghe kia ông phải nghe cả ông Hùng cả ông Thắng nói và ông chắt lọc ra là thông tin của ông nào đúng thì ông mới ra lệnh là phải hành động thế à? Đúng không? Còn bây giờ nếu mà ông chỉ nghe ông ý, ông Thắng nói rồi, ông Hùng không nói nữa thì một nguồn thông tin vào thì người ta xử lý rất nhanh và người ta đưa ra. Và nếu mà nói vậy thì bảo thế thì muốn xử lý nhanh có được không? Được. Hai ông nói thì ông kia phải là người thật thông minh. Nên là cái bộ xử lý của nó phải rất là mạnh hơn. Thì bây giờ là mạnh hơn thì đồng nghĩa với cả là gì? Tốn tiền hơn. Tốn tiền hơn thì mà đưa vào cái xe này thì nó lại đâu đó nó không phải lắm. Thì người ta bảo rồi không cần cái radar này nữa, tao chỉ xử lý cái camera thôi. Và em có nhìn thấy không? Nó dùng 2 cam, không phải 1 cam. Thằng Honda gần đây thì lại sử dụng 1 cam nhưng mà cái cam của nó lại có cái góc mở 120 độ. Thì hai cái ông này ông không làm góc mở 120 độ nữa mà ông làm 2 cam mỗi cam 50 độ bằng như mắt thường. Thì có nghĩa là nó sẽ tạo hình ra cho một cái mình là một cái vật thể 3D. Anh em mình nhắm một mắt lại sẽ nhìn 2D. Đúng không? Mở hai mắt ra mình sẽ nhìn thành 3D. Thì con này nó đúng kiểu như thế. Hai mắt, hai camera tương đương với hai cái mắt. Thế là chạy thôi. Và nó tổ hợp ra. Và cái này nó đo cả khoảng cách này. Đo cả hình ảnh ở phía trước đấy và nhận biết cả là cái vật ở đằng trước nó là cái gì. Rồi, ok bây giờ mình chạy thử nhỉ. Rồi, lắp Go lên cho chạy thử nhá.